Hello, xin chào cô bác anh chị em nhé. Mấy bên em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều, bác anh chị em đã ủng hộ em thời gian qua mua máy bên em cũng như là xem các video động cơ bên em đăng lên nhé. Đây thì hôm nay em quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ này là Yanma, cái này bằng Yanma 3T70 quán chị em. Đấy, 3T70 đời còi vuông ha, đây là đời mới quán chị em. Cái máy này nó mới nè đó, mới như máy thùng quá anh em, nó bị chống nước sơn ở trên chụp cò chút xíu quá anh em ha, còn tất cả là nó keng quá, keng luôn keng xi bê ha. Đấy này luôn anh em nhìn ha, đó ghê hồn không, đẹp phú hồn luôn, quá đỉnh. 3T70 lúc này máy ít xịu quá nha mày, không có máy quá nha mày, con này em mua lúc trước nha chứ giờ mua không có. Cái bô lửa của nó này khủng khiếp không, quá trời luôn, đẹp xuất sắc. Giờ em tiến hành đề máy cho máy cho em nghe tiếng máy nha. Để máy không? Để máy thì mình phải cho tắt điện nó vô quá vậy ha. Quá như mày, con này mà có anh chị em chạy chạy xuồng chạy vỏ rồi đó, chạy con này không biết được, chạy xuồng chạy vỏ chạy cái gì đó thì mua con này ha, quá đỉnh luôn, máy mới chát đấy. Cực kỳ đẹp quá nha ha, cái bô chảy chì cái bô lửa không, thật là đã luôn quá nha. Rồi, em cảm ơn rất nhiều các anh chị em ha, đã theo dõi kênh tìm máy của em cũng như là mua máy bên em nha. Các anh chị em nào mà chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp em các anh chị em. Nói chung là đăng ký kênh thì không có tốn tiền các anh chị em, nhưng mà đến khi mà em có một con máy này em đăng lên đó thì các anh chị em có thể có thời gian rảnh đó thì bấm vào xem ủng hộ giùm em rất là mong ơn nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo nha.